Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Nguyễn Minh Phụng Official. Và như các bạn cũng đã thấy, phía sau lưng mình đang là một cái cánh đồng lúa xanh bát ngát luôn. Và đây là lúa mạ non. Cũng đã lâu lắm rồi thì mình không còn ở Sài Gòn nữa. Không còn thấy xe cộ đông tấp nập, cũng không còn thấy được cái cảnh kẹt xe nữa. Mà khi mà về quê thì mình thấy hòa mình với thiên nhiên hơn. Ở bên cánh đồng lúa, ở bên những cái rặng tre xanh, cũng như có thêm những cái hàng dừa, lại thêm nghe thêm tiếng chim kêu, có những làn gió mát. Thì khi mà về đây thì mình lại phát triển được cái công việc kinh doanh trên internet của mình. Không cần phải đi tiếp xúc với khách hàng nhiều nữa, mà chỉ cần là ngồi bên máy tính kết hợp thêm với internet thì tạo ra được những cái dòng tiền. Và nếu như mà các bạn đang mong muốn là chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập nữa bên cạnh cái công việc chính của mình, mà không cần phải đi ra ngoài nhiều, cũng không cần phải tiếp xúc với nhiều người, mà chỉ cần là chúng ta sẽ có một chiếc máy tính và với internet, thì hãy đăng ký kênh của mình. Ở trên kênh YouTube của mình thì mình sẽ liên tục chia sẻ cho bạn những cái kiến thức liên quan đến MMO và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Và các bạn sẽ đưa cái công việc kinh doanh của mình lên trên internet, và các bạn cũng có thể tạo ra cho mình cái công việc kinh doanh ở trên internet nếu như các bạn chưa bao giờ kinh doanh. Chúng ta sẽ có thêm một cái dòng tiền nữa để chúng ta có thể trang trải ở trong cuộc sống. Hãy đăng ký kênh này và các bạn hãy bấm vào cái hình quả chuông bên cạnh cái nút đăng ký, để mỗi khi mà mình ra video á, thì các bạn sẽ là những người sớm nhất nhận video từ mình. Hãy bấm đăng ký nhé, và chúng ta sẽ gặp lại nhau và gặp lại nhau trong những cái video để giúp các bạn có thể phát triển thêm cái công việc kinh doanh trên internet của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.